Hello mọi người, lại là Terry đây. Trong video trước, mình đã chia sẻ một đoạn clip nhạc có phần lời bài hát đi kèm hiệu ứng chữ sinh động bên dưới. Sau đó, mình nhận được kha khá tin nhắn hỏi rằng: "Chị Terry ơi, làm sao để tạo được lyric hay subtitle đẹp như vậy? Vừa phi hay chỉ dùng các ứng dụng đơn giản như Canva?" Và như đã hứa, hôm nay Terry sẽ hướng dẫn cho mọi người hơn 3 cách cực kỳ đơn giản nhưng siêu hiệu quả để tạo phụ đề karaoke, lời bài hát cho video giải trí hoặc cover nhạc, làm subtitle chuyên nghiệp cho khóa học online, video e-learning hay clip đào tạo, thêm bản dịch ngôn ngữ thứ hai, thứ ba để tiếp cận được nhiều người xem hơn trên YouTube hoặc các nền tảng quốc tế. Dù bạn là content creator, giảng viên, freelancer, người làm đào tạo hay đơn giản chỉ là muốn làm video cho vui thì cũng áp dụng được hết. Và đặc biệt là không cần biết thêm kỹ thuật phức tạp đâu nhé. Video này là phần nối tiếp của tập trước mình đã chia sẻ. Nếu bạn chưa xem thì nhớ nhấn vào link phía bên phải ở trên màn hình này nhé. Còn bây giờ, cùng bắt đầu với những cách tạo caption để video của bạn trở nên sống động và chuyên nghiệp hơn bao giờ hết. Let's go! Cách 1. Tạo trực tiếp từ yếu tố thời gian trong trang thiết kế của bạn trên Canva, hay còn gọi là Element Timing. Tất cả thử nghiệm của Terry đều dùng trên Canva miễn phí. Tại giao diện chính của Canva, bạn chọn loại thiết kế bạn cần. Ở đây, Terry chọn thử video và chọn dạng video mình muốn làm tại đây. Khi trang thiết kế trắng hiện ra, tại mục thiết kế, bạn nhập từ khóa bạn muốn tìm kiếm. Mẫu sẵn có trước tại mục này. Chú ý icon vương miệng dùng cho các tài khoản Canva Pro. Mình đang dùng miễn phí nên mình chọn mẫu không icon này để dễ xuất file để sử dụng. Mẫu bạn chọn hiện lên và điều chỉnh các chi tiết theo sở thích của bạn. Có thể thay đổi cả hình ảnh và video tại mục Element. Khi bạn nhấn chuột phải vào các thành tố bên dưới thanh trượt, bạn sẽ thấy ẩn hoặc hiện Element Timing là thao tác điều chỉnh và tạo các caption của bạn phù hợp với file audio. Tải hay chọn file audio bạn cần làm. Khi tải lên thì file sẽ nằm trong mục Upload, chọn tab Audio. Kéo hay chọn audio vào thanh trượt bên dưới để bắt đầu làm caption. Bạn có thể điều chỉnh kéo audio hoặc trang thiết kế sao cho đồng bộ hai yếu tố này về thời gian với nhau. Dán caption bạn muốn tạo lên trang thiết kế và kéo vào vị trí bạn muốn đặt. Sau đó bạn có thể điều chỉnh các định dạng của caption như cỡ chữ, phông chữ, các hiệu ứng chuyển động xuất hiện hay kết thúc chữ caption trong mục Amine như màn hình. Điều chỉnh độ ngắn dài của caption phù hợp với tốc độ của video tại đây. Nhấn chuột phải vào nhân đôi để tạo thêm nhiều subtitle khác. Hoặc bạn cứ làm như lúc đầu, dán đoạn chữ lên trang thiết kế và kéo đặt vào vị trí bạn muốn. Nhấn nghe thử để xem audio phát ra có phù hợp với độ dài chữ và điều chỉnh sang trái hoặc phải, cũng như thu lại hay kéo dài ra thêm thích hợp với file audio. Để tránh chiếm nhiều không gian thiết kế của bạn, bạn cũng có thể chọn ẩn Element Timing sau khi đã làm xong hết subtitle cho video và cần chuyển sang thêm hoặc chỉnh sửa các chi tiết nào khác nếu có. Nếu video bạn đã hoàn tất, bạn có thể tải qua nút Share, chọn Download để tải file về và sử dụng. Các bạn hãy nghe thử một đoạn nha. Mỗi bước đi là một hành trình mới, có bàn tay dẫn lối sẽ chia không ngơi, nơi kỹ năng thắp sáng giấc mơ đời. Cách 2. Tạo caption tự động từ video sẵn có. Riêng cách tự động này chỉ thực hiện dưới những trang thiết kế là video, không thực hiện được các trang không có định dạng video. Nên các bạn lưu ý thông tin này. Nhấn tạo một thiết kế mới, có khung như bạn mong muốn tương tự như cách 1. Tải video bạn muốn làm caption lên mục Upload. Chờ một chút cho Canva tải video của bạn lên. Nhấn chọn video vừa tải lên của bạn và có thể kéo rê video đó vào trang thiết kế. Nhấn chuột phải vào video, chọn Set Video as Background để video của bạn được full kích cỡ trên trang thiết kế. Tại mục Test, nhấn Caption. Hiện các trang thiết kế cần chọn để tạo caption. Như nãy mình có chia sẻ, những trang thiết kế có video mới hiện ở đây cho bạn lựa chọn, còn không thì sẽ bị ẩn. Chọn tiếp Generate Caption để Canva tạo tự động cho bạn theo đúng ngôn ngữ Canva nghe được từ video. Chờ vài phút, tùy theo độ dài của video của bạn, Canva sẽ chạy caption phù hợp. Khi Canva tạo xong, trên thanh công cụ bạn sẽ thấy thêm mục caption. Lúc này mình nhấn chọn. Bạn sẽ thấy tất cả lời trong video của bạn sẽ hiện lên bên trái này. Và việc của bạn lúc này là cần xem lại từng dòng,
có đúng với giọng nói trong video và chỉnh sửa phù hợp nếu có. Bạn cũng có thể điều chỉnh lại format của caption về màu sắc, kiểu chữ, hiệu ứng và kéo rê vào vị trí bạn mong muốn thấy đều có thể thực hiện được. Nhấn nghe thử xem lời có chạy đồng bộ với video của bạn và điều chỉnh lại cho phù hợp cho đến hết caption của video nhé. Nhấn tải và chờ Canva tải file video hoàn chỉnh của bạn về và sử dụng. Nào mình cùng nghe thử một đoạn nhé. Bạn có bao giờ từng nghĩ làm một bài hát về bản thân, tặng người bạn yêu mến, làm một ca khúc cho công ty, tóm tắt một chuyến đi hay muốn thể hiện thông điệp gì đó bằng âm nhạc? Bạn đang mơ về một bài hát bùng cháy cảm xúc. Cách 3. Tạo tự động từ app được tích hợp sẵn trên Canva. Chọn trang thiết kế và tải video muốn làm caption như đề cập ở cách 2. Ở đây mình tạo ví dụ minh họa trực tiếp trên trang thiết kế của video ở cách thứ 2 luôn. Nhập từ khóa subtitle tại thanh công cụ tìm kiếm như mình ở đây tại tab app. Toàn bộ app được tích hợp tạo subtitle có trong Canva. Ở đây mình sẽ dùng app subtitle này. Một lưu ý là các ứng dụng tích hợp này hầu hết đều có trả phí hoặc yêu cầu đăng nhập. Nếu dùng miễn phí sẽ giới hạn về độ dài của caption tạo ra, nên bạn có thể cân nhắc để sử dụng. Đọc các hướng dẫn ở đây và chọn Open, Star, Export. Chờ một chút xíu để ứng dụng tạo caption cho bạn. Sau đó chỉnh sửa định dạng caption như bạn mong muốn khi ứng dụng tạo xong. Nhấn Generate và chờ thêm một chút nữa là app sẽ chuyển đổi file audio của bạn thành subtitle. Sau khi tạo xong, bạn sẽ thấy ứng dụng tạo một video mới với các subtitle được chia ra từng dòng theo đúng lời trong video bạn đăng tải. Bạn kiểm tra lại một lần nữa, có thay đổi nào khác hay đã đúng với lời trong video rồi thì bạn nhấn chạy video với subtitle ở đây nhé. Sau khi để ứng dụng chạy xong, bạn nhấn vào video xuất hiện ở trên đầu app, tự động sẽ thêm video mới tạo vào trang thiết kế. Nhấn tải về sử dụng là xong. Bạn có bao giờ từng nghĩ làm một bài hát về bản thân, tặng người bạn yêu mến, làm một ca khúc cho công ty, tóm tắt một chuyến đi hay muốn thể hiện thông điệp gì đó bằng âm nhạc? Ngoài ra, bạn có thể trải nghiệm thêm các ứng dụng này cho mục đích tựa như TikTok video, giật giật lời thoại chạy theo từng chữ. Bạn chọn Animated Subtitle, xem qua các hướng dẫn và quy định, chọn Open, Star, Import. Chờ một chút để thấy các mẫu thiết kế sẽ xuất hiện. Chọn mẫu phù hợp. Nếu cần thay đổi định dạng của caption thì bạn cứ chọn tại đây và chế độ xem trước từng lựa chọn của bạn bên trên cho bạn dễ dàng quan sát và điều chỉnh cho phù hợp. Chờ ứng dụng chuyển đổi file audio của bạn thành caption nhé. Tương tự như ứng dụng vừa rồi, các câu sẽ được tách tạo subtitle chia ra theo từng dòng. Bạn cần xem lại độ chính xác của từng câu nói trên video theo từng dòng này và nhấn tạo video với subtitle ở đây nếu thấy các dòng này đã ok. Sau khi tạo xong video, bạn nhấn vào video để ứng dụng thêm video vừa tạo vào trang thiết kế và nhấn tải về sử dụng theo nhu cầu nếu đã thấy ok về mọi thứ và không cần chỉnh sửa gì thêm. Bạn có bao giờ từng nghĩ làm một bài hát về bản thân, tặng người bạn yêu mến, làm một ca khúc cho công ty, tóm tắt một chuyến đi hay muốn thể hiện thông điệp gì đó bằng âm nhạc? Một cách phụ thêm cho bạn có thể làm hoàn toàn miễn phí khi làm trực tiếp phụ đề qua YouTube. Tải video muốn làm phụ đề tại mục quản lý video trên kênh hay tài khoản YouTube của bạn. Sau khi tải video lên theo lịch trình hoặc đăng ngay đều tạo được phụ đề này. Bạn chọn tiếp chi tiết là cây bút trong tab quản lý của video muốn tạo phụ đề. Nhấn vào tab phụ đề, bạn sẽ thấy bạn quản lý các phụ đề video đang có. Nếu muốn thêm một ngôn ngữ khác không có trong danh sách này thì bạn có thể nhấn thêm ngôn ngữ và chọn lại ngôn ngữ bạn muốn tạo subtitle. Bạn nhấn vào cây viết để xem nội dung phần phụ lục. Phụ đề này thường là YouTube sẽ tạo tự động theo ngôn ngữ chính của video. Lúc bạn đăng tải thành công, bạn chạy thử và kiểm tra có khớp với khung thời gian của audio trong video không nhé. Lúc này bạn chọn tải về. Trong ba dạng này thì bạn có thể chọn cái nào cũng được. Ở đây bạn có thể tạo phụ đề bằng ngôn ngữ khác bằng tay tại dòng tự nhập, rồi copy lời và dán vào khung phụ đề, chỉnh giây phút phù hợp với audio của video và làm cho đến khi hết video. Nhưng làm cách này thì lâu lắm,
Mình quay lại file tải về lúc nãy. Nếu máy bạn có phần mềm đọc được đuôi file thì bạn có thể chỉnh sửa lời trực tiếp trên file và lưu. Còn không có thì cứ như mình, đăng lại file vừa lưu về lên dòng ngôn ngữ khác bạn muốn thảo xích title cho video. Lúc này bạn chỉ cần thay đổi tương ứng bằng ngôn ngữ khác song song với từng câu nói ở đây là khớp luôn về thời gian. Thật nhanh và dễ dàng, bạn đã tạo được một phụ đề với ngôn ngữ khác của video đang có rồi và không cần ngồi chỉnh sửa từng khung thời gian nữa. Bạn xem lại với mình nhé. Bạn có bao giờ từng nghĩ làm một bài hát về bản thân, tặng người bạn yêu mến, làm một ca khúc cho công ty, tóm tắt một chuyến đi hay muốn thể hiện thông điệp gì đó bằng âm nhạc? Vậy là Terry vừa chia sẻ xong hơn 3 cách siêu đơn giản để tạo sách title và caption bằng Canva, từ chỉnh tay bằng Element Timing đến dùng AI tự động, thậm chí cả cách kết hợp với app tích hợp sẵn trên Canva và cả phụ đề trên YouTube. Hy vọng sau video này, bạn đã tìm được cách phù hợp với nhu cầu của mình, dù là làm video karaoke cho vui, bài giảng e-learning hay dịch sách title ngôn ngữ khác để tiếp cận với người xem quốc tế. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên like video, đăng ký kênh nếu bạn chưa làm nó nha, và chia sẻ cho bạn bè đồng nghiệp, nhất là những ai đang làm video, giảng dạy và sáng tạo nội dung như bạn. Nếu bạn có cách làm nào khác thì nhớ comment bên dưới luôn để Terry được biết nha. Cảm ơn mọi người đã xem tới cuối video. Hẹn gặp lại trong tập tiếp theo, sẽ có nhiều mẹo đang chờ bạn khám phá. Chúc bạn tạo được những video thật chất lượng, dễ xem và chạm tới đúng người xem của mình nhé.